Ai nói đi Mỹ sinh sống và làm việc chỉ có người nhà bảo lãnh mới được thì xem ngay clip này nha. Thời buổi nào rồi còn mách nhau, gia đình bảo lãnh mới có đường sang Mỹ thành công. Hiện nay, chính phủ Mỹ cung cấp nhiều chương trình tạo điều kiện cho công dân nước ngoài sang sinh sống và làm việc lâu dài. Hai chương trình phổ biến với người Việt mình là định cư Mỹ diện lao động EB-3 và diện đầu tư EB-5. EB-3 là một loại visa định cư Mỹ do chính phủ nước này ban hành năm 1990, cho phép công dân nước ngoài được sinh sống và phát triển công việc tại đây. Khi tham gia chương trình, người lao động có thể chọn một trong ba hướng đi sau. Lao động chuyên gia EB-3 Professional, bạn phải có bằng cử nhân của Mỹ hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương trong lĩnh vực chuyên môn. Lao động lành nghề EB-3 Skill Worker, bạn phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Lao động phổ thông EB-3 Unskilled Worker, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Còn EB-5 là chương trình định cư theo diện đầu tư, cũng được ra mắt vào năm 1990. Theo yêu cầu đầu tư hiện tại thì bạn có thể đầu tư 800.000 đô la Mỹ vào các dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu, thường được gọi là vùng chi, hoặc đầu tư 1.050.000 đô la Mỹ cho các dự án nằm ngoài khu vực này. Số tiền này phải được đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới hoặc mở rộng doanh nghiệp hiện có và phải tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ. Cả visa EB-3 và EB-5 đều cho phép bạn bảo lãnh vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi đi cùng, cùng nhau hưởng những quyền lợi nổi bật như người bản xứ, từ chế độ giáo dục, an sinh xã hội đến môi trường sống hiện đại và tiên tiến. Còn trăn trở về quy trình, chi phí hay những thông tin khác liên quan đến EB-3 và EB-5 có thể liên hệ ngay với AIMS Việt Nam nhé.